Ông mới phải giúp bà chứ, giúp nhiều việc lắm. Cho vào đố là đen khét như là con người ta người ta đi theo. Ngày nó còn vài cái nhà này là nước quê là một vài. Tắt cái bóng đèn trong nhà. Ôi à, dí ngã ngửa ra. Đây. À? Búa đây. Cá thì cá thấy. Vừa mới đi ra mộ về. Mắt kém để sáng rồi còn chưa nhìn thấy. Hả? Thưa bác kìa. Anh ấy ngồi trong giường. Mắt kém thế. Hôm nay trời nó tối không nhìn thấy. Mắt sáng nhìn thế ở đây mắt sẽ kéo nhìn thấy được nhau nhắm lại không thấy cái thân à, không thấy hoàn hoa đang còn ngủ dưới bếp làm một cái khô cái sáu vừa rồi cái cánh nó đi đo đất là đo nhầm rồi. Giờ nó đi rất là đo nhầm rồi. Cái đấy, vừa ra xã làm cái thủ tục mua bán thì bắt đầu kiểm tra thấy là do sai. Cái nhà này, cái tờ rồi, cái tính, 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 cái tính,
thì nó sẽ cái thật của nó để có nhiều bấy nhiêu. Thế bạn chơi rừng cứ được lũ dâu với rừng thì là lắm chuyện đấy, ta nói thật đấy. Thế vì các con nó đây thì hiểu bố rồi, và tình hình như thế này là bố toại nguyện rồi đấy, như cái nằm nó nói có phải không, là toại nguyện rồi. Thế thì nhưng mà bố nghĩ thì hơi quá tải thật đấy. Bởi vì là con cháu nè, con trai con dâu, con trai con gái con trẻ nè, thế thì các cháu nội ngoại nè, một đàn thì nếu đứa thì đặt tên là Mít, thế thì không thể, thế là bố là không khỏe đấy. Thế còn nếu mà nói tội nguyện thì mới là thôi bố, thế là nói tóm lại là như này, các con cứ yên tâm là bố ở đây tám thì cũng chỉ có vợ chồng cái nó ở nhà nên là nó phục vụ bố là chu đáo nhất, và các con cứ tin tưởng như thế. Giải quyết cho nó cho các cháu, cho con cho cháu chắc thì đến thì đã đành rồi, nó đã hoàn toàn nó tự nguyện do cái tâm của chúng nó là ý thức tốt, đạo đức tốt, cho nên là như thế là bây giờ gọi là tội nguyện. Thì giờ các cháu chứ thì ở mấy cụ thì lắm lúc chúng nó cũng không bằng tinh thần đó. Cái chuyện tinh thần làm cho bố hài lòng và cái thứ hai là giữ cho bố được tinh thần. Thế thì bây giờ cái người chăm sóc thế nào phải giữ hai cách, một là giữ cho ăn không để cho bố hài lòng, nhưng mà bố bỏ qua hết đi đấy, đến thời gian cuối thì là bố giữ cho mình minh mẫn và gọi là an nhiên tự tại, mình gia đình là không có một cái gì. Thì ốm đau, chả ốm đau giờ thì cũng già, thế này là nó lại còn vương víu cháu, thế thì bây giờ bày nhau thế nào thì bày, chứ còn thì nói thì nó không, nó mà như mọi ngày thì nó vẫn ốm với nó không bỏ được, thế nhưng mà nó cái năng dụng mà ở nhà người ta cũng ở nhà của nó, người ta không cũng ở nhà với ông người ta cũng không có người người ta, nhưng mà bây giờ nói cái gì thì nói đi, tám chỉ cũng là cái thiệt thòi lớn và không phát huy được năng lực của đứa con người của đạo này. Nhưng mà bây giờ nó đến bây giờ rồi thì ông coi như lấy thế làm cho thì ta là của mình. Nhưng mà cháu thì coi như là thế này nha con nha, có khi là các anh các chị nó cũng lo cho con về tương lai.